phố vắng san hiu hắt không người, gió vẫn khao khát kêu gào phố đêm vắng tênh. Mình ta lê bước lãng dư tháng năm dài, có xa chi nắng mưa đời vẫn vui. Cả em này em cô bé với đôi mắt to tròn, ngước mắt nai đắm say tình yêu nhân thế sang soi những tâm hồn, với trái tim ngát hương tình đã hát câu hát say đời yêu ai. Yêu chẳng quên người ơi. I was born in Beijing. Đã biết yêu sao em lại làm ngơ. I was born in Beijing. Xin hỏi em người yêu dấu. I was born in Beijing. Có những khi lang thang đường nhà em đó. Nai màu mơ người ơi xinh hay vui đời có là bao, xin người ơi hãy sống hay cứ cười vui. Tình yêu như bom này như nước sông dần trôi, xin người ơi hãy sống hay cứ cười vui. Xin về đây với nhau vui buồn ta cùng nhau sớm chia, vai kề vai bước đi ta tìm hơi ấm. Ta cùng chung tiếng ca, ta cùng nhau dệt bao ý thơ. Đời bao câu hát đầy nỗi vui. Sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng thân ai xưa? Sao giờ đây bước đi âm thầm không nói? Con đường đâu có xa, sao tình ta giờ xa quá xa? Cho lòng nghe chút gió ngày tháng trôi. Em yêu ơi tình
dạt dào, làm sao quên tháng năm xưa đèn điện vào. Và nơi đó bao người đời liệt quanh bước chân linh nhật tháng trần. Biển sâu đời đời làm lại sóng tố xưa đi vạn đắm say. Ai mất ai còn, dòng thời gian vẫn trôi đắm thầm người ơi. Yêu thương hơn kia năm tháng đua chen, ân liệt đau sẽ tan ngày đó. Người ta gặp nhau đôi bước phong ba, bình ngàn đời mà sóng gió theo thời gian. Biển vơi biển vơi, lòng ta tha thiết yêu thương tình khó phai. Năm tháng dài dầu nhìn cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. Năm tháng và Lâm Quỳnh xin hân hạnh kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một liên khúc, đó là liên khúc Tình Hai in Shanghai đã được gửi đến quý vị qua 4 tiếng hát của Don Hồ, Huy Vũ, Hạ Vi và Sheila đã mở đầu cho chương trình video tình ngày hôm nay, quê hương tình yêu và tuổi trẻ số 14 với chủ đề Memories of Shanghai. Vâng, thưa quý vị, liên khúc này đã được dàn dựng trong bối cảnh của phố cổ Trung Hoa và đã được quay hình tại phim trường của hai đài truyền hình lớn nhất, đó là CCTV và đài truyền hình Giang Nam nằm phía tây bắc của Thượng Hải. Kính thưa quý vị, ngoài những cuốn video, những music video đã được quay tại Hoa Kỳ, thì Trung tâm Tình đã không ngại tốn kém đưa cả một đoàn làm phim qua tới bên Thượng Hải, cùng những ca sĩ như là Diễm Liên, Hạ Vi, Sheila, Tú Quyên, cũng như là những nam ca sĩ của Trung tâm Tình là Kevin Khoa, Huy Vũ và Don Hồ, cùng với producer và nhà đạo diễn David Van đã qua bên đó, qua bên Thượng Hải để thực hiện cùng với 20 vũ công của Trung Quốc để thực hiện cho một cuốn DVD chúng ta xem ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, Thượng Hải là một thành phố có khá nhiều những nét đặc trưng so với những thành phố khác của Trung Quốc. Tại nơi đây, quý vị có thể bắt gặp từ kiến trúc cho đến văn hóa có mang nhiều ảnh hưởng của Tây Phương, và một trong những nguyên nhân đã dẫn đến sự khác biệt này đó là vào một thời gian khá dài, Thượng Hải đã từng là thuộc địa của nhiều quốc gia ngoại bang, chẳng hạn như là Anh, Pháp, Bồ Đào Nha hoặc là những quốc gia khác nữa. Vâng, kính thưa quý vị, và kể từ thế kỷ thứ 19 thì đã có rất là nhiều thương thuyền tại Âu Châu đi sang qua Thượng Hải để làm việc thương mại, và kể từ đó thì người ta đã có cho Thượng Hải một cái tên đó là Ba Lê của Viễn Đông. Nhắc đến Thượng Hải thì người Việt chúng ta thường hay nghĩ ngay đến cụm từ máu nhuộm bãi Thượng Hải. Có thể nói rằng đây là một trong những biến cố mà còn để lại nhiều ảnh hưởng cho những thế hệ sau này của người dân Trung Quốc. Khi nói đến bãi Thượng Hải thì không thể không nhắc đến con sông Hoàng Phố, một con sông có lịch sử khá lâu đời. Và tại bến sông này thì đã xảy ra hàng loạt những cuộc giao tranh giữa các bang phái trong việc tranh giành quyền buôn bán nhà phiến. Con sông Hoàng Phố là một con sông có lịch sử khá lâu đời, gắn liền với nhiều triều đại của các vua Trung Quốc ngày xưa. Và bây giờ thì đã trở thành một trong những đặc điểm du lịch khá nổi bật khi mà người dân ghé qua đây để thăm thành phố Thượng Hải. Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị mê phim tàu thì quý vị không thể nào không đến với sông Hoàng Phố. Đây đã trở thành một cái địa danh rất nổi tiếng của Thượng Hải. Sông Hoàng Phố đã chia Thượng Hải ra thành hai nhánh của hai thành phố lớn, đó là Old Shanghai và New Shanghai. Tuy nhiên chắc là chúng tôi xin tạm dừng nơi đây để nói về Thượng Hải. Xin được giới thiệu đến quý vị bài hát kế tiếp, đó là bài hát Dẫu Tình Đã Xa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng, và nhạc phẩm này sẽ được gửi đến quý vị ngày hôm nay qua phần trình bày của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Thank you.
cho khóe mắt vươn lệ rơi, tình như chiếc lá khô vàng úa, buồn cũng thế thôi. Ngày anh đến thiết tha vội vã, vắng anh cô đơn buồn bã, và anh quay bước quên câu từ xa. Thượng Hải với một nét duyên dáng rất là hài hòa giữa hai nền kiến trúc xưa và nay, New Town và Old Town. Và như hồi nãy Lâm Quỳnh đã có thưa với quý vị thì sông Hoàng Phố như là một ranh giới chia ngăn Thượng Hải ra thành New Shanghai và Old Shanghai. Nhìn trên từ trên xuống thì chúng ta thấy được sông Hoàng Phố như là một cái dải lụa đào rất là đẹp của Thượng Hải. Vâng, nói đến Old Town hay đây còn gọi là khu phố cổ của Thượng Hải. Khu phố này lại nằm vào hướng Nam cho nên nó cũng có một
tên khác, đó là Nam Phố Cổ. Nam Phố Cổ. Và tại Nam Phố Cổ thì quý vị có thể bắt gặp nhà cửa được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa. Hàng đêm thì người dân trong khu phố này còn giữ một thói quen rất là dễ thương, đó là họ treo lồng đèn trước cổng nhà. Và nếu có dịp quý vị ghé thăm thì sẽ thấy được hết những nét văn hóa cổ truyền của người dân tại xứ sở này. Vâng, kính thưa quý vị, với những cái nét cổ kính cũng như là rất là huyền bí của Nam Phố Cổ thì riêng đối với lại Đông Phố, đó là New Shanghai, chúng ta thấy được đây là một cái sự tiến bộ rất là vượt bậc của Thượng Hải. Tới đây thì chúng ta có thể thấy được những cái tòa nhà cao và những cái khu thương mại rất là sầm uất, cái nhịp sống sôi động của Thượng Hải. Và tới đây thì chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc tới shopping, đúng không? Vâng, kính thưa quý vị, và nếu như quý vị thấy muốn thấy được những cái cảnh sống vui nhộn sôi động của New Shanghai, tức là Thượng Hải, thì quý vị hãy đón xem Behind the Scene, quý vị sẽ thấy được Thượng Hải cũng như là những thành phố khác của Trung Quốc. Còn nếu quý vị yêu thích sự lãng mạn và thơ mộng thì quý vị có thể ghé thăm Giang Nam. Tại đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thái Hồ và hàng loạt những núi đồi hùng vĩ khác. Trong chuyến đi vừa qua, đoàn làm phim của Tình Music Production đã không quên ghé thăm cảnh đẹp này. Và ca khúc Cuộc Tình Chôn Giấu, một ca khúc nhạc hoa lời Việt qua hai tiếng hát ngọt ngào của Hà Vi và Don Hồ cũng đã được quay hình tại đây. Hiền Ni xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Tháng qua người gần bước chân vẫn như còn xa, dù nhớ thương người luôn vẫn âm thầm mà nói không nên lời. Ngày tháng qua tình trong anh chôn giấu, dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau, lòng hoài ngóng trông được nghe bước chân người mà cứ như vô tình. Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu anh sâu kín, mà sao em vẫn thấy anh âm thầm mình anh với tương tư. Giờ ta đây đã đứng bên nhau rồi, mà sao anh chẳng nói. Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Tháng qua người gần bước chân vẫn như còn xa, dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm mà nói không nên lời. Ngày tháng qua tình trong anh chôn giấu, dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau, lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười mà cứ như
lòng chôn kín, mà sao em vẫn thấy anh âm thầm nhớ thương từ đây không phải. Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi, người ơi xin hãy nói, thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Giờ anh đây đã đến bên em rồi, nói lên lời trong lòng chôn kín, gọi tình yêu trong trái tim âm thầm nhớ thương từ đây không phải. Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi, người ơi xin hãy nói, thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ người sẽ nói yêu em. Gian có qua trong đời thì tình ta sẽ không hề phai. Mộng Thúy và Lưu Mỹ Linh xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Huy Vũ là một ca sĩ rất đa tài, giọng ca của anh rất đầm ấm và truyền cảm. Ngoài tài ca hát, anh còn chuyển qua lời Việt hầu hết tất cả các ca khúc mà anh trình bày. Vâng, Mỹ Linh nói rất là đúng. Nhưng mà thường thì những ca khúc anh trình bày rất là buồn, không biết là có trắc trở gì nơi đây. Nhưng mà Thúy xin hỏi Mỹ Linh và quý vị khán giả, nếu không phải Huy Vũ hay một người nào khác bị phụ tình và nhiều lần tỏ tình với người ta mà người ta vẫn không chú ý đến mình, thì mình phải làm sao? Theo Mỹ Linh nghĩ thì nếu là Mỹ Linh thì Mỹ Linh sẽ đau khổ lắm đó. Nhưng mà mong rằng với thời gian trôi qua, mình sẽ gặp được một mối tình khác cũng tốt đẹp, không kém gì mối tình xưa. Nhưng nếu mà Thúy tặng cho Mỹ Linh một bí quyết để chiếm giữ được trái tim của người mình yêu, thì ý Mỹ Linh ra sao? Linh rất muốn biết bí quyết đó là gì đó. Hay là mình dùng bùa yêu nha. Bùa yêu hả? Có thiệt hay không chứ? Có chứ, nhưng mà chúng ta tạm ngưng chuyện tình yêu nơi đây để mời Mỹ Linh cùng quý vị khán giả thưởng thức nhạc phim Ngày Đó Dẫu Buồn, lời Huy Vũ do chính tác giả trình bày sau đây. Họ lớn lên cùng một làng một xóm, học cùng một trường một lớp, và tình yêu đã đến với họ. Ai nhìn vào mối tình ấy cũng thấy tình yêu của họ thật đẹp đôi. Lòng mong sáng cho mai kia duyên tình nồng thắm, và đôi ta như mùa xuân sẽ luôn mang bao khát khao bên nhau, cùng say mến ái tình. Nào ngờ đâu mây ngừng trôi, gió trời vời hoa sớm phai tàn, tình trái ngang nên vầng trăng đứng nghiêng nghiêng buồn. Mình sẽ cố gắng đan chiếc áo này để cho anh Vũ kịp mặc vào mùa đông tới. Ngày tiếp nối tháng năm cũng cho nỗi đau dần dịu êm với trái tim gầy. Sao giờ này mẹ còn chưa đi ngủ? Còn mẹ xiên quá à. Giờ này mà con còn đan áo hả? Con đan giùm áo cho chị Hằng đó mẹ. Đâu để mẹ xem lại coi. Đẹp quá con. Hả? Ủa, mà áo này của Nam phải không con? Đúng rồi mẹ. Chị Hằng chỉ làm biết, chỉ nhờ con đan áo giùm cho anh Vũ đó mẹ. Con đan cũng sắp xong rồi mẹ. Thôi mẹ đi ngủ trước đi mẹ. Thôi được, mẹ đi ngủ trước nha. Dạ. Ai vậy mẹ?
Hình như cậu hai, con của ông chủ đồn điền, đi học từ ở Nhật mới về đó con à. Vậy hả mẹ? Dừng xe. Chào em. Em đi đâu vậy? Dạ thưa anh, em đi viếng chùa. Anh có thể cho em đi nhờ xe? Dạ. Lên xe đi em, đừng ngại. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chỉ mới đây thôi mà em đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Mấy thang thuốc này mình đem tới cho mẹ Hằng. Mẹ Hằng mà hết bệnh chắc Hằng vui lắm. Hằng à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì á mẹ? Con cứ ngồi xuống đây đi. Mẹ muốn nói với con về chuyện của thằng Vũ. Con đã quyết định chia tay với anh Vũ rồi mẹ à? Hai đứa con đã đến với nhau lâu rồi. Mẹ đã xem thằng Vũ như là con rể trong nhà. Tại sao bây giờ con lại thay đổi? Mẹ không hiểu đâu. Con và anh Vũ không hợp với nhau đâu mẹ. Bây giờ tụi con có níu kéo thêm nữa cũng không có kết quả. Chị Hằng, em thấy anh Vũ yêu chị lắm đó. Anh ấy không những tốt với chị mà anh còn tốt với cả gia đình của mình nữa. Sao em biết? Em... chị nhường cho em luôn đó. Chị Hằng. 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 Trời ơi là trời. Cùng mẹ với cái... Vậy là anh Vũ đã biết được mọi chuyện rồi. Thật là tiếc nếu như chuyện tình cảm của hai người sẽ đổ vỡ. Có lẽ chị Hằng nói đúng, vì cá tính của hai người quá trái ngược nhau. Thật là tội cho anh Vũ. Mình biết phải làm gì bây giờ đây? Lời tình anh uống chất ngất, say chết trong ngàn nụ hôn môi em. Vòng tay ái ân, hãy đưa anh đến gần giấc mơ diệu kỳ. Tình anh đó vẫn nghe như trên mây. Chị Hằng ơi, chị Hằng, có chuyện gì không vậy? Anh Vũ bị tụi Nhật bắt rồi chị ơi. Cái gì? Ở đâu? Có cần không vậy? Em cũng không biết nữa. Chắc có người hại ảnh quá chị ơi. Chào ngài. Cuộc viếng thăm của ngài đến từ gia của tôi, quả là một niềm vinh hạnh to lớn. Ồ. Không có gì, không có gì. Ta đến đây để vui chơi đó mà. Mời ngài. Mời. Nè, cô gái kia là ai sao mà xinh đẹp thế?
ngài thích cô ta. Được rồi, tôi sẽ bảo cô ta qua phục vụ ngài. Cậu hiểu ý của ta. Nè, sắp tới ta về Nhật, ta sẽ tìm cách cất nhắc cho cậu một chức vụ quan trọng. Bây giờ anh ra ngoài có chút việc, em giúp anh tiếp ngài Quang Hai. Dạ, em sẽ cố gắng. Đẹp, 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 đẹp. Dạ, xin chào. Nè, 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 lại đây ngồi với ta cho ấm chút xíu coi. Nè, hãy uống với ta. Mời. Nè. Mời nàng. Dạ xin lỗi ông. Thôi không có chi, vào trong lấy cái ly khác đi. Anh có cần biết điều đó hay không? Thì em cứ nói. Thưa ngài, có chuyện gì? Vừa nhận được một mật tin. Đi theo ta. Hắn lại định có âm mưu gì nữa đây? Họ đã báo cho chúng ta biết chỗ ở của thằng Vũ. Vậy sao? Hay lắm. Dùng tự nhiên nha. Dạ mời anh. Để anh giới thiệu, đây là luật sư Khải, bạn của anh. Dạ. Anh ấy sẽ tìm cách giải quan cho anh. Tốt quá, vậy nhờ anh tìm cách giúp anh Vũ nha. Em yên tâm, anh sẽ tìm cách. Vậy thì em đỡ lo. Anh ăn cháo đi, nhớ đừng có chê nha. Thảo nấu làm sao mà chê được, phải không bạn? Tất nhiên rồi, cháo dở cũng thành ngon thôi, đúng không? Anh Vũ. Ủa, sao em biết anh ở đây? Thảo nó cho em biết, em có chuyện muốn nói với anh. Đứng yên, đứng lên như tôi kìa. Thật hân hạnh được gặp anh. Thật sự em không biết chuyện này. Cảm ơn em yêu, em đã dẫn anh đến đây gặp Vũ. Anh ta, tại sao anh lại làm vậy? Bây giờ hai anh đi theo tôi. Tất cả đứng yên, nếu không thì đừng có trách tôi. Thảo, đừng làm gì dại dột. Thảo, chị đừng có nói điều gì hết. Anh Đạt, anh không sợ chết à? Tụi bay lùi lại. Anh Khải, dẫn anh Vũ đi đi. Thảo, anh không muốn Minh Quang, anh muốn chết ở đây. Không, anh Thảo. Anh đi đi. Nè cô bé, họ đi hết rồi,
Cô mau bỏ lựu đạn xuống đi. Chị, sao chị lại làm như vậy? Em hiểu lầm chị rồi. Chị định tới đây kinh vũ trốn đi. Chị nói dối, em không tin chị. Vũ, không sao đâu. Đi, 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 nhảy lên. Nhảy lên. Thảo, Thảo. Ngày xưa đó khi em quay bước đi, lời em nói nghe như mưa bão trong lòng. Mà sao bây giờ em bỗng quay về tìm đến nhau. Giọt nước mắt trong tim anh đã khô, cùng năm tháng đau thương như đã quên dần. Hôm nay em bỗng đến nơi đây và nói những lời thiết tha. Lời nói đó quá ngỡ ngàng, lời đó chất chứa niềm đau. Nhưng giờ bão tố đã yên bình, tình xưa cũng đã nhạt phai. Thời gian đã qua rồi, vết thương lòng ngày đó những đau buồn đã hết 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 hết, đã hết đau thật rồi. Dẫu yêu cũng tàn phai, hỡi em hãy về đi, quay về đi. Hỡi em, trong tim anh đã khô, cùng năm tháng đau thương như đã quên dần. Hôm xưa em cất bước ra đi và nói những lời đắng cay. Ngày đó dẫu có ngỡ ngàng, ngày đó dẫu có buồn đau, nhưng giờ bão tố đã yên bình, tình xưa cũng đã nhạt phai. Thời gian đã qua rồi, vết thương lòng ngày đó những đau buồn đã hết 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 hết. Ngày đó dẫu quá ngỡ ngàng, ngày đó dẫu quá buồn đau, nhưng giờ bão tố đã yên bình, tình xưa cũng đã nhạt phai. Thời gian đã qua rồi, vết thương lòng ngày đó những đau buồn đã hết 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 hết, đã hết đau thật rồi. Vết thương đã nghiền ra, hỡi em anh giờ đây không còn đau, không còn đau. Số phận thật trớ trêu, chính anh đã hại chết em. Anh có thể đền bù được cho em điều gì? Luật sư Khải đã binh quan được giùm anh. Em có biết không, em là một cô gái trên cả tuyệt vời. Anh biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng thật không may, trái tim anh đã dành hết cho Hằng. Hãy thứ lỗi cho anh em nhé. Nếu có kiếp sau, tự anh sẽ tìm đến em bằng mọi giá. Anh Vũ,
Vũ. Xin em đừng nói. Cái chết của Thảo đã làm trái tim anh chai sạn. Hằng à, em cố giữ gìn sức khỏe. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Lâm Quỳnh có mời được một nam ca sĩ rất là đẹp trai đến đây để thư chuyện cùng với lại Huyền My với Lâm Quỳnh. Đó là nam ca sĩ Kevin Khoa. Hi anh. Hello, Kevin Khoa xin mến chào quý vị khán giả của Trung Tâm Tình. Hello Lâm Quỳnh và Huyền My, Thanh Sa, Bạc Sa. Hôm nay Kevin Khoa ngồi đây một mình gươm lạc giữa đường hoa, nó hơi run. Anh không có cần phải lo đâu, Lâm Quỳnh với Huyền My hiền lắm. Ok. Chỉ mời anh ra đây để hỏi anh một số câu hỏi mà thôi. Ok. Huyền My hiền với Lâm Quỳnh không có gì. Kính thưa quý vị, anh qua Thượng Hải đúng không? Vâng. Và nhắc tới Thượng Hải là Lâm Quỳnh cứ nghĩ tới phim Tàu. Mà phim Tàu thì Huyền My có công nhận với Lâm Quỳnh là má anh trong phim Tàu đẹp trai đúng không? Quá đẹp trai. Như vậy thì khi anh tới Thượng Hải, anh có thấy được mấy anh này lẫn vẩn ngoài Thượng Hải không? Đẹp trai hay không thì Kim Khoa không có để ý, không biết. Nhưng mà Kim Khoa thấy nhiều cô cũng đẹp gái lắm cơ. Nhưng mà dĩ nhiên làm sao đẹp gái bằng các cô gái Việt Nam như là Lâm Quỳnh với Huyền My đây, phải không quý vị? Ga lăng dễ sợ. Lát hồi cho đi ăn phở. Em thấy anh nói câu này được đó nha. Ok. Giống hợp cho hai tụi mình ha. Thưa quý vị, nói đùa cho vui. Chứ bên Thượng Hải thì phong cảnh rất là đẹp. Và những người Thượng Hải rất là dễ thương, rất là nice. Và Kem Khoa, cái điều mà làm Kem Khoa impressed nhất về Thượng Hải đó là có những cái tòa nhà building thật là cao, nhìn rất là tân thời và rất đẹp. Nhưng mà bên cạnh những cái building đồ sộ từ tân thời đó thì có những cái tòa nhà cũ kỹ lắm, gần như là đổ nát gần cả mấy trăm năm nay. Nhưng mà chính phủ Trung Quốc họ không có cho dập sập vì họ muốn cái nét cổ xưa hòa lẫn trong cái nét tân thời của bên Thượng Hải. Wow. Huyền My cũng được biết là trong chuyến đi quay lần này thì đoàn làm phim cũng đã ghé qua miền nam của con sông Trường Giang. Vâng. Vậy anh Kevin có thể kể cho Lâm Quỳnh, Huyền My và quý vị khán giả đây được biết thêm về thắng cảnh này hay không? Dạ vâng, thưa quý vị, tỉnh Giang Nam đó thuộc về Tây Bắc của Thượng Hải, là một nơi rất là thơ mộng, rất là đẹp. Và đây cũng là thuộc loại đệ nhất danh lam thắng cảnh của Trung Quốc. Thành ra có những vị vua và những vị thi văn sĩ đến đây đến có nguồn cảm hứng để làm thơ đó. Hèn chi Lâm Quỳnh có nghe nói Giang Nam người ta thường gọi là địa linh nhân kiệt. Vâng. Tại vì ở đây bao nhiêu cái kiệt tác rất là lừng danh đã được ra đời lấy từ cái nguồn cảm hứng tại Giang Nam. Đúng vậy. Nhưng mà khi tới với Giang Nam đó, thì Lâm Quỳnh tin chắc rằng là anh phải sang vùng Thái Hồ đúng không? Vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, Thái Hồ là một hồ rất lớn. Diện tích của Thái Hồ lớn gấp đôi hay là gấp ba lần nước Hồng Kông. Và trên Thái Hồ có những hòn đảo và có những cái cầu rất là dài nối liền từ đất liền đến những hòn đảo. Và có một chiếc cầu dài nhất, đó là Thái Hồ Đại Kiều, dài tới hơn 4 cây số. Và với cảnh đẹp như vậy thì quả thực Thái Hồ đã trở thành một trong những đệ nhất danh lam, phải không anh? Dạ vâng. Em cũng được biết là người ta nói khi mà mình đứng trên chót đảo để nhìn xuống thì phong cảnh thì rất là hữu tình. Vậy Kevin có thể nói thêm về điểm đó hay không? Vâng, thưa quý vị, Huyền My và Long Quỳnh, từ trên cao mình nhìn xuống Thái Hồ đó thì đây là một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp, có những cái đảo và những rặng cây thông xung quanh hồ, cũng như là những chùa chiền hoặc là những cái thuyền nan cổ xưa thật là đẹp. Và Kem Khoa cũng được biết đó, Thái Hồ là nơi hẹn hò của người đẹp Tây Thi và Phạm Lãi ngày xưa, chứ không phải là Ngũ Hồ như là truyền thuyết, vì theo lời kể của đoàn làm phim Trung Hoa đó là như vậy. Nếu như mà Phạm Lãi với Tây Thi hồi xưa mà bỏ cung câu tiễn đó anh, mà đi trốn, ẩn trốn ở Thái Hồ thì Lâm Quỳnh nghĩ là không thể nào mà tìm ra được họ. Khó lắm, tại vì Thái Hồ lớn quá quý vị và có nhiều hang động thật là khó kiếm. Và sau đây xin mời quý vị tìm lại cảnh xưa của Phạm Lãi và Tây Thi nơi hẹn hò Thái Hồ qua giọng ca của Tú Quyên với bài hát Tình Em Còn Mãi. Lòng em chợt nhớ đến dáng người ngày
nhau bao yêu thương vẫn vương, mình tay trong tay cho chẳng sao chứng nhận ta tình em còn mãi đây. Vườn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều, ngày xưa cho nhau bao yêu thương tình nồng ấm bên vai anh. Thời gian dần xóa hết vườn yêu vừa mất dấu chân của người. Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương, giờ đây anh quên em đến bên ai. Tình anh giờ rất bao chông gai bao chua cay, không đẹp như mơ. Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời. Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi, mình em ôm đơn côi tình xa xôi. Dù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút đấm áp chỉ mình em riêng nơi đây. Có nói về vấn đề bùa yêu, nhưng thực ra bùa yêu có thật hay không thì qua sự phán đoán của con người rất là hạn hẹp, và người ta cũng rất là ít tin về điều này. Mỹ Linh biết không, ở vùng Tây Bắc Việt Nam thì bùa yêu là một vũ khí rất là lợi hại đối với nam nữ trong lứa tuổi yêu đương. Và bùa yêu được làm rất là nhiều dạng, ví dụ như là tóc, khăn tay, quần áo hoặc là móng tay, vân vân. Nhưng theo Linh nghĩ chắc Thúy không cần xài tới bùa yêu đâu, phải không? Nhưng thật ra cho dù bùa yêu hay là thuốc tiên đi chăng nữa,
nếu mà lạc vào tay của người thiện tâm thì đó là một điều lành. Nhưng mà nếu mà lạc vào tay của người xấu bụng thì đó là một điều rất là độc hại. Mỹ Linh biết không, ở vùng Tây Nguyên Việt Nam, khi mà người vợ phát hiện người chồng có ý bội bạc thì người vợ đã dùng bùa phù phép lên tóc hoặc là quần áo để khiến cho người chồng trở về yêu thương mình hơn. Và với việc làm này thì Thúy nghĩ đó là một việc làm rất là tốt nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đúng không? Linh cũng có đọc sách và thấy trong sách nói là người Nùng họ cũng dùng bùa yêu trong các buổi chợ phiên. Khi mà họ yêu người nào đó, đó thì trong các buổi chợ phiên họ dùng bùa và thầy vào đối tượng của mình để mong đáp lại được cái tình yêu đó. Còn những đôi trai gái khi họ yêu nhau và mong được sống bên nhau suốt đời thì họ thường lấy tóc của hai người cột lại và đốt thành tro, thì với hy vọng là ước mơ của họ sẽ được trở thành sự thật nữa đó. Vâng, Mộng Thúy nghĩ là hai ca sĩ trong bài hát sau đây sẽ cần đến bùa yêu để họ được sống bên nhau mãi mãi. Vì chuyện tình của họ thật là buồn thảm đến nỗi dần trăng xa xôi kia cũng phải khóc thương cho mối tình của họ. Mời quý vị và các bạn thưởng thức phần trình diễn của Minh Chánh và Helena lần đầu tiên đến với Trung tâm Tình qua ca khúc Dần Trăng Khóc, sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Thank you.
thôi em, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Cạnh Huyền Ni là nam ca sĩ Minh Chánh và một gương mặt mới của Tình Music Production, nữ ca sĩ Helena Ngọc Hồng. Được biết rằng trong khi thực hiện những cảnh quay cho ca khúc Phần Trăng Khóc thì hai bạn đã phải luyện tập rất là nhiều để có thể tự mình thực hiện những pha hành động ở trên phim. Vậy thì Ngọc Hồng hay là Minh Chánh có thể chia sẻ cho khán giả được biết rằng đây có phải là một lĩnh vực mà các bạn có nhiều kinh nghiệm hay không? Ngọc Hồng thì không có một kinh nghiệm nào hết, nhưng mà Ngọc Hồng hồi nhỏ tới lớn rất là mê mấy cái phim của Donnie Yen và Jet Li. Bởi vậy nghe nói là cái phim này sẽ có quấn nhỏ này kia này, thì Ngọc Hồng rất là vui để mà làm cái phim này. Còn về phía Minh Chánh, Minh Chánh thích võ thuật từ hồi nhỏ, và lúc 7 tuổi thì ba của Minh Chánh đã gửi đến đi học Thiếu Lâm Hồng Giao Quyền và tập Thái Cực Quyền. Và khi Minh Chánh học trung học thì Minh Chánh có tập Wushu. Vậy Minh Chánh là một người cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc đánh võ. Vậy khi mà được hợp tác với lại một gương mặt mới và lại không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, thì Minh Chánh có thể bật mí cho khán giả được biết là khó khăn nào là lớn nhất mà Minh Chánh đã phải gặp phải? Cái khó khăn nhất là Minh Chánh phải bỏ ra rất là nhiều thời gian để tập với lại Ngọc Hồng. Đúng rồi. Phải bỏ ít nhất là như là 4-5 tiếng đó. 4-5 tiếng. Yeah. Mỗi ngày và 10 ngày. Khoảng 10 ngày như vậy. Wow. Yeah. Còn về phía Ngọc Hồng thì cũng yếu điệu thục nữ giống như là Huyền Ni vậy, chưa bao giờ biết đánh võ là gì. Vậy thì trong những cái cảnh quay đầu tiên hoặc là những cái pha tập võ đầu tiên, yeah, thì Ngọc Hồng có thể nói cho quý vị khán giả biết là em đã phải gặp những khó khăn nào? Trong quay phim thì em không có nhiều khó khăn, tại cũng có người giúp em, rồi cũng là có Chánh cũng giúp em nữa. Nhưng mà quay phim xong rồi thì em có rất là nhiều chất bẩm trong tay của em mà cũng sưng nhiều lắm, bởi vì khán giả thấy trong phim là em có bó cái tay của em lại. Tại vì bữa đó là rất là bị bầm thật sự, rất là bự. Huyền Ni cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã đến đây để thực hiện cuộc phỏng vấn này với những chia sẻ rất là tâm tình. Xin cảm ơn Minh Chánh và Helena Ngọc Hồng. Và để trở lại chương trình, Huyền Ni xin kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Nghèo Mà Có Tình qua giọng ca ngọt ngào và trữ tình của nam ca sĩ Trường Vũ. Thank you.
được gì ngoại tay trắng bôn ba ngược xuôi. Bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa. Mới chỉ hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình, mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình người cũng buông lời đời ta. Nghèo tội gì đâu mà em nỡ nói câu từ ly. Cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo. Nghèo mà lương tâm không dối gian như người ta. Kiếp sống cơ hàn hỏi bên ta đang còn ai. Cuộc đời giàu sang đã cuốn mất em đi theo người. Với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay. Khi xưa bên người em đâu biết chi ngoài chung tình. Vật đổi sao rồi em vội quên. Dẫu thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời. Thế nhưng nghèo chẳng một ai. Ai muốn giật chia bao buồn vui. Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phà. Nghèo mà có tình thì cao quý đâu mà em nỡ nói câu từ ly. Cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo. Nghèo mà lược tâm không dối gian như người ta. Kiếp sống cơ hàn hỏi bên ta đang còn ai. Giàu sang đã cướp mất em đi theo người. Với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay. Khi xưa bên người em đâu biết chi ngoài chung tình. Vật đổi sao rồi em vội quên. Dẫu thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời. Ai muốn giật chia bao buồn vui. Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phàng. Nghèo mà có tình thì cao quý hơn. Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phàng. Nghèo mà có tình thì cao quý. Lâm Quỳnh được nói chuyện với nữ ca sĩ Lưu Mỹ Linh. Và Lâm Quỳnh được biết Lưu Mỹ Linh sẽ trình bày một liên khúc gọi là liên khúc chuyện tình không dĩ vãng. Vậy thì ca sĩ Mỹ Linh có thể nào mà cho Lâm Quỳnh được biết tại sao Mỹ Linh lại chọn liên khúc này? Liên khúc chuyện tình không dĩ vãng là sự kết hợp của hai bài ca Chuyện tình không dĩ vãng và Yêu là ảo mộng.
Hai bài ca này cũng như Lâm Quỳnh nghe, cái lời nó rất là buồn, cũng như cái tên của bài cũng rất là lãng mạn. Cho nên với sự đồng ý của giám đốc trung tâm tình, Mỹ Linh đã được phép trình diễn. Như vậy thì Lâm Quỳnh thấy cái ý này rất là hay. Tại vì nếu như mà những cái chuyện buồn về tình yêu thì mình nên cho nó vào dĩ vãng, phải không? Cũng đúng lắm. Bởi vì cuộc sống của mình thật là ngắn ngủi, có phải không? Cho nên là mình mong là cuộc sống đi tới thì mình phải tìm một tình yêu tốt đẹp hơn đến với mình chứ. Có nghĩa là cho chuyện tình vào dĩ vãng, tìm cho mình một tình yêu mới và lập gia đình. Lập gia đình hay không thì tùy theo đối tượng nữa. Như vậy thì chị Mỹ Linh nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân là cái gì? Yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân là tiền bạc, tình yêu, sự nghiệp. Đối với Linh, theo như Linh nghĩ đó, thì cái nền tảng hạnh phúc của hai vợ chồng đó là sự tin tưởng tuyệt đối ở hai người. Wow, kính thưa quý vị, một cái câu trả lời rất là hay. Và Lâm Quỳnh hy vọng rằng là sau khi mà chị Mỹ Linh hát xong Chuyện tình không dĩ vãng, cho hết tất cả những chuyện buồn và dĩ vãng, và cũng như quý khán thính giả cho hết tất cả những chuyện buồn và dĩ vãng, tìm cho mình một tình yêu mới. Và sau đây Lâm Quỳnh xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Mỹ Linh và Chuyện tình không dĩ vãng. Mang suy tư về đầy đôi mắt nhung, kiều xa môi mềm tìm đến cơn mê, niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng. Anh có nghe ngoài phố đang kết hoa bao nhiêu sắc hoa, bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắn đo, năm tháng xa vời đời có vui với ai, tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa. Biết yêu đường chi và ước mơ những gì, hàng mi khép hờ rằng mấy tim nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm, hàng cây xa băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên anh. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm, anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai. Anh ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Vẫn vương sầu từ xưa chuyện tình nào chẳng để buồn về sau, ngăn cách gieo oán sầu. Ôi lễ thường thế sự đổi thay, không thức lâu biết đâu đêm dài ai có đoái hoài, chỉ một mình hay đoạn trường là từ đây hoa bướm tan tác bay. Đêm nay trăng ta tàn giấc mơ hoa bẽ bàng phần ta, có
vì lỡ xuân thì yêu nghĩa là ao mộng mà thôi. Ai biết yêu đã yêu trọn đời, khi đã yêu rồi mà sâu sâu nào với vì người phụ tình tôi. Môi mềm tìm đến cơn mê, niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng. Anh có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắn đo, năm tháng xa vời đời có vui với ai. Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa, thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì hàng mi khép hờ rằng mấy tim nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài. Đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm, hàng cây xa băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên anh. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm, anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai. Anh ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này, thành phố không đêm ngày không ai sau này, thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Quỳnh nè, dạo này Thúy đọc trên những tờ báo về chuyện xa phòng rất là kỳ lạ. Làm sao? Kỳ lạ làm sao? Tại vì Lâm Quỳnh đó là nó thú thật với Thúy là Lâm Quỳnh chỉ đọc tìm bạn bốn phương thôi. Nhưng mà Thúy có thể cho Lâm Quỳnh một cái thí dụ được không? Ok, ví dụ như tờ này. Cho xa phòng, nhà thoáng đẹp, chỉ có hai vợ chồng, chỉ dành riêng cho nam, nếu là nữ, xin miễn gọi. Cái này chắc nhưng bà vợ đang nhưng mà cái này thì làm Lâm Quỳnh nhớ tuần trước Lâm Quỳnh có đọc một cái tờ báo có ghi là cho xe phòng, xe single house, nhưng mà tìm nữ trẻ đẹp, nếu nam đừng gọi. Lâm Quỳnh nghi cái này là anh Kevin Khoa đăng quá. Ok, oh yeah, bọn Thúy nhớ có một loại này còn đặc biệt hơn nữa là cho xe phòng là nam thì càng tốt, nhưng mà nếu là nữ thì phải có hai điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất là không được mặc đồ ngủ mỏng khi có mặt ông chủ nhà. Và điều kiện thứ hai là không được trò chuyện với ông chủ nhà khi bà chủ nhà vắng mặt. Rồi, như vậy là bà chủ đăng rồi. Nhưng mà Thúy có nghĩ là có người share những cái căn phòng này không? Cái điều này thì cũng khó nói lắm, nhưng mà Lâm Quỳnh thấy là chuyện xa phòng này có lợi hay là có hại?
Lâm Quỳnh nghĩ là có lợi, tại vì trước tiên thì mình share được cái chuyện tiền bạc đúng không? Mình giúp được, họ giúp được cho mình trong cái chuyện tiền bạc, nhưng mà còn chuyện tình duyên thì Lâm Quỳnh nghĩ là nó cũng hơi có hại đấy. Nhưng mà nếu mà là nữ mà trẻ đẹp như Lâm Quỳnh thì chắc là có hại nhiều hơn có lợi đó. Ủa tại sao vậy? Nếu mà muốn biết có lợi có hại như thế nào thì mời Lâm Quỳnh cùng quý vị khán giả thưởng thức màn hài kịch Hạnh Phúc Trong Ta, kịch bản Hồng Đào, qua phần trình diễn thật đặc sắc của hai danh hài Quang Minh và Hồng Đào. Anh ơi anh, cơm chín rồi anh ơi. Ủa, xong rồi hả em, lẻo vậy? Xong rồi. Tự nhiên đổi đi. Trời ơi, hôm nay em romantic quá ha. Nấu món gì mà có cây đồ lai đây? Thì mấy món anh thích nè. Món gì? Canh chua, cá kho tộ, mắm kho. Trời ơi, mắm kho và canh đồ lai. Vậy nó mới xoan. Chà, ông này lãng mạn quá. Khoan em, ăn. Anh đổi quá rồi. Chết chà, em quên anh ơi, quên. Anh ơi, coi nè. Anh coi ghê không? Không ngờ nghe anh. Sao? Nè, nó mới mời thiệp ăn tân gia nè. Nó mới mua căn nhà trên núi 1.3 triệu đó. Trời đất ơi, hai vợ chồng làm hãng không mà mua căn nhà 1.3 triệu trên núi với em? Chứ sao anh, hai vợ chồng nó giỏi lắm á. Hai vợ chồng nó cài một ngày 3-4 job luôn á. Thôi thôi thôi, ăn cơm mình cài tay mày. Thôi, cài. Mình phải tính với anh. Cơm ai gọi đây? Ăn đi rồi bắt phun. Đào. Hello. Đào. Ủa, nó đang tưởng ở Việt Nam mà lo mấy em bệnh chứ. Thì sao? Gì? Thiệu Mỹ. Gì vậy? Gì vậy anh? Ê, chúc mừng mày nha. Ok, ok, rồi, tao chở Đào đi. Ok, bye. Vụ gì vậy anh, vụ gì vậy? Trời đất ơi em. Sao? Mày biết Đào không? Biết. Đào tình cảm á. Nhớ. Trời đất ơi, một năm nó về Việt Nam 7-8 lần luôn vậy đó. À. Vậy mà nó báo anh biết là nó mới mua căn nhà ngoài biển 1.7 triệu. 1.7 triệu hả? Ờ. Mới mua nhà 1.7 triệu hả? Ờ. Nó mời hai vợ chồng mình tân gia thứ bảy này nè. Ủa sao này làm gì mà tiền nó dữ vậy trời? Đúng rồi anh ơi. Sao? Đào con nó quậy chứ nó cài dữ lắm, nó cài một ngày 10 mấy chóp luôn vậy đó. Tao mua nhà lớn là đúng rồi. Thôi kệ, ai mua nhà ăn cơm em đói đói đói. Đói gì không ăn vậy, em tính rồi. Em tính gì nữa? Thấy không? Gì? Thấy chưa? Michelle nó mua nhà trên núi 1.3 triệu phải không? Ờ. À. Thằng Đạo mua nhà ngoài biển 1.7 triệu phải không? Em chặt cho nó luôn. Ừ. Nhà 1.9 triệu trên núi, nhìn xuống biển, thấy chưa? Thôi. Em chưa chặt tụi nó hả? Bill chặt em rồi đó. Sao vậy? Ơi, hai chồng mình đang làm hãng vậy tự nhiên đòi mua căn nhà ở trên núi mà nhìn xuống tới biển 1.9 triệu. Sao chịu nổi? Em tính hết rồi. Tính mình sao? Bán căn nhà nhỏ đi ngang. À. Mình đào vô căn nhà lớn. À. Rồi bây giờ chương trình mượn tiền nó nhiều chương trình lắm, mình đi cái loại interest only đó, chỉ trả tiền lời thôi. Trời ơi em. Cái gì? Trả tiền lời không mà chừng nào nhà là nhà của mình. Thôi kệ đi, mình cứ giữ nhà rồi tính sao anh ơi, ở cho nó sướng anh ơi nghe. Hơi bó liều quá trời. Ăn đi. Thôi no quá rồi không ăn nữa. Ăn đại miếng nó lấy sức cày trả tiền nhà. Tối ngày cứ tưởng tượng gì đâu không mà mệt quá. Không phải mua. Anh ơi, dứt khoát nha. Gì? Mua căn nhà 1.9 triệu này cho rồi đi nghe. Trời ơi em ơi, em thấy không, hồi tối anh ăn cơm không vô rồi bây giờ em một đứa cái nhà với để em ngủ mai thì làm em buồn ngủ quá. Thì anh ok đại đi, kệ nó, ok đại đi, kệ nó, bạn bè có nhà lớn mình phải có nhà lớn chứ nghe. Rồi ok ok em muốn làm gì em làm. Ok để em ngủ. Người ta lấy hẹn anh ơi. Chết. Hai, chị Thủy xem tôi quan hả? Dạ, chị cho em cái hẹn ngày mai em coi căn nhà 1.9 triệu này nghe chị. Hả? Dạ, em mua đó. Rồi. Ok, dạ bye chị. Rồi, chị dứt khoát rồi, thôi ngủ đi. Trời ơi. Rất sức mê đi coi nhà. Anh mà ăn cướp đâu? Anh làm
gì vậy anh? Trời ơi em. Trời ơi anh làm gì mà anh đi bỏ trời báo mà anh đeo kiếm đem tụi lùi chi vậy? Còn em nữa. Sao? Cái phòng master bedroom nó động bằng chết, em không đâu ngủ anh làm gì nằm sofa làm hết hồn vậy? Không ơi, tôi mới đi làm đêm và tôi ngủ được có 1 tiếng đồng hồ, tôi đi làm nữa là sức đâu mà tôi leo lên tới cái lầu được. Trời ơi, em làm nhanh không đi làm về mở đường chết là buồn ngủ buồn chết luôn nè. Trời ơi, đi bỏ báo làm gì đeo kiếm gì tài tử vậy hả? Em nói gì mà em không biết thương anh. Bây giờ anh hỏi em nè, mình đang ở trong cái khu Bạc Triệu, bước vài bước ra tới biển. Trời ơi, bây giờ rủi ai ở trong khu này thấy anh đi bỏ báo người ta nói anh sao? Bây giờ anh phải giả dạng vậy đó, khổ không? Ôi trời, mệt ghê vậy. Hồi xưa ở nhà bình thường được rồi, muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ thoải mái. Rồi tự nhiên mơ ước chi ở nhà Bạc Triệu, rồi bây giờ giờ người ta ngủ có phải đi làm. Thôi kệ anh ơi, nhưng mà bạn bè nó nể mình được rồi anh ơi. Đó. Thôi giờ vậy nha. Nể mà khổ quá. Anh ơi, giờ anh kiếm gì anh ăn tầm 7 tầm bạ đại đi nha. Em đi làm mà lát về tính nha. Thôi. Anh ráng đi, ăn chút xíu rồi về nhớ đi làm cái chóp cái gì anh delivery pizza nhanh cho nó xong đi nha. Trời em rồi. Đi làm đi nha. Cái gì? Trời ơi, bây giờ em tính đâu vậy? Em đi làm. Bây giờ em đi làm hả? Hả? Em đi làm gì? Làm hãng mai may đồ chứ. Nè. Anh hỏi thiệt em nha. Hả? Bộ em tính đi vô shop mai, em dứt chủ shop mai hay sao em đi làm? Trời đất ơi. Gì? Đi may đồ thôi mà gắn cái lông mà giả là mặc đồ giống như bác nhà reset vậy đó. Bác nhà gì ông, hồi nãy tôi đi lõm này tôi cũng mặc đồ này, bây giờ tôi cũng mặc đồ này vậy đó. Trời ơi, sao vậy? Anh thấy mình ở khu neighbor của mình rồi, nhà mình 1.9 triệu là ít nhất á, còn neighbor mình 3-4 triệu, 5 triệu không mà biết không? Trời ơi, em nói em đi may đồ người ta cười em, ta tưởng em điên anh ơi. Cho nên á, hàng xóm hai ông Mỹ già bên cạnh hỏi em làm gì. Em nói em là professor. Trời... giáo sư đại học. Trời đất ơi. Em giáo sư đại học. Em dạy về môn gì? Ngôn ngữ học. Trời ơi em ơi. Rồi em dạy tiếng gì? Tiếng Việt. Trời ơi, trời, anh sợ em rồi. Bây giờ nghe vậy thôi, ở nhà đi ăn đại gì rồi đi làm thôi, trễ nha anh, trời chết á. Trời khổ quá vậy. Trời khổ quá em. Anh ngủ đây, khỏi ai em ơi. Thôi để anh ngủ em ơi. Sao có mùi kỳ vậy ta? Mùi sao nó thâm thủm vậy ta? Rồi nó gần rồi đó, đâu rồi đó. Gì vậy? Gì vậy em? Ôi, em ngửi vậy? Cái mùi này nè. Trời ơi, tôi nghe cái gì mà nó hôi dữ vậy? Cái gì mà thúi quá vậy hả? Cái gì thúi, gì hôi? Cái gì vậy? Cái mùi gì? Mắm chưng. Trời ơi, biết ngày hôm nay anh thèm ăn cơm quá. Anh mới mua mắm chưng. Ngon lắm em, không ở nhà ăn. Anh ơi, anh ơi, anh muốn giết em hả anh? Sao vậy? Muốn giết hả? Sao? Trong một căn nhà 1 triệu chín và năng mắm chưng là nhà nó sụt giá còn có 90 ngàn hay là chết em anh. Trời ơi. Vậy đi mắm, đi ra ngoài sân ăn em đi. Chết rồi. Vô phải ra ngoài sân ăn hả? Ra ngoài sân ăn giùm em đi. Vô biển lạnh quá em. Không được, muốn lạnh muốn gì ra ngoài ăn giùm em đi, mau lên. Đi ra ngoài ăn giùm em anh ơi. Đi xa ra chút xíu nữa. Rồi. Ôi. Trời đất ơi, gì kỳ vậy trời. Thôi, ở nhà ngoài biển là vậy đó hả? Ơi, tôi nhớ hồi xưa đó, hai vợ chồng ở cái nhà bình thường thôi á, bả có thời gian bả nấu ăn cho tôi ăn. Rồi từ khi hai vợ chồng mua căn nhà ngoài biển, cài đầu tắt mặt tối, không có thời giờ nấu ăn, phải ăn tôi go. Mà đâu được ăn trong nhà đâu. Tại vì hai vợ chồng phải làm 2-3 job. Bà đâu có thời giờ nó ăn đâu. Mà ăn phải đi ra ngoài sân ăn. Tại vì ăn mắm trong nhà mà nói hôi quá anh ơi, đi ra ngoài sân ăn đi. Đó. Ở nhà ngoài biển là vậy nè. Thôi chết. Còn mấy cái bill phải đưa cho trả coi nữa. Ủa? Gì đâu chết em, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Gì khủng khiếp? Bill tiền nhà tháng này nó về rồi đó anh ơi. Cái gì? Để coi. Từ khi vô nhà này tháng lẻ dữ vậy em. Ghê quá anh ơi. Thôi, để anh ăn đi rồi tính sao. Em đón nghe nè, đây anh coi nè. Sao? Tiền association nè. Sao? Một tháng biết nhiêu không? Nhiêu? 400 đồng, sao mắc quá vậy anh? Thôi, có ai đâu mắc em. Sao? Cũng tại em. Sao tại em? Em đòi mua căn nhà nào mà, cái chỗ nào mà có cổng á. Mà cổng phải có bảo vệ nha. Vậy mới bảnh chứ. Rồi vô cổng phải có phạt. Phải có sân tennis. 400 là còn rẻ đó em. Nhiều chỗ quá, 800-900 một tháng đó em. 400 là muốn chết rồi. Thôi để anh ăn đi em mình. Để anh ăn, yếu với anh ăn mà. Đây nè, cái này còn ghê nè. Tiền thuế nhà nè anh ơi. Không? Một tháng 1.900 lần đó. Thấy ghê chưa? Còn đây nữa, cái đây mới ghê nè. Đó, mortgage hàng tháng tiền nhà mình nè. Biết nhiêu không? Nhiều. Nói anh té xỉu liền á. Nhiều. 8.500. Trời ơi, cũng tại em. Sao tại em? Em đòi phải mua nhà phải hơn bạn bè. Mua nhà trên núi á. Vậy mới chảnh chứ. Chảnh, đúng rồi, chảnh quá. Dễ thôi em. Sao? Đó, khi nào mà trả không nổi đó. Không, anh với em á, anh nắm tay nhau lên trên núi. Xong mình nhìn xuống cái biển. Vậy cái tủng xuống dưới xong, khỏi lo. Đó. Thôi để anh ăn cơm đi, để ăn cơm đi. Anh vừa phải thôi, đâu phải mua nhà một mình em ở đâu, anh cũng ở trong đó nữa. Hai vợ chồng phải cùng suy nghĩ ra cách kiếm tiền mà trả. Thì biết rồi, từ suy nghĩ. Mình nãy giờ em thấy anh có ăn được gì không? Để anh ăn đi tính sao.
chú gắn gì hết nè. Em có cách rồi. Cái gì? Cho xe phòng. Trời ơi, em. Hả? Em nói mà người ta nghe được, ta cười thúi đầu em. Làm gì cưới? Trời ơi, nhà trên núi, nhìn xuống dưới biển, mà cho xe phòng. Trời ơi, em sao vậy em? Trời ơi, chứ anh nghĩ coi, bây giờ là đâu còn cách nào khác nữa, thấy không? Anh thì cài 6 chóp, em thì làm 5 chóp một ngày, đúng không? Một ngày có 24 tiếng mà mình làm tới 28 tiếng đồng hồ luôn vậy đó. Đâu còn cách nào khác ngoài cách cho xe phòng kiếm thêm tiền. Thôi, để nặng, từ từ anh tính. Thôi, đừng ăn, giờ này đừng ăn anh ơi. Thôi nữa. Đây nè, bây giờ vô đi đăng báo cho xe phòng giùm em đi anh. Đăng báo hả? Nhớ nhấn là cái lối đi riêng nữa nghe, có lối đi riêng. Đi ra đăng báo. Có ai tưởng tượng được không? Nhà trên núi, nhìn xuống thấy biển, đăng báo có lối đi riêng nữa cho xe phòng. Trời ơi, khổ quá. Đăng báo lâu lắm. Chứ làm gì? Để anh tính. Rồi, tính nha. Anh chịu với em nha. Anh chiều em thôi, anh khổ ghê. Từ khi dọn ra ngoài biển thử đâu không thấy, thấy nhức đầu à. Rồi chưa? Cái gì thưa anh, đừng có lải nhải nữa. Bây giờ tại sao không đi đăng báo cái mẫu quảng cáo xe phòng anh mà ngồi đây làm chi? Trời ơi, bây giờ em không, anh không được. Anh nói thiệt với em, bây giờ quảng cáo trên internet vừa lẹ mà vừa không có tiền nữa. Ủa vậy đó hả? Được không? Em nghe lời rồi chưa? Em sẵn hết chưa? Rồi, cái gì free là được à? Rồi bây giờ sao nha? Bắt đầu ra, đánh ngay nè. Biệt thự trên núi, nhìn ra biển. Rồi, nhìn ra biển phải không? Ừ. Có tiên nữ mặc bikini dập dìu trên bãi cát. Cái gì vậy? Gì? Tại vì sao sẽ có cái đó làm chi nữa? Em ơi em muốn làm không? Mình phải quảng cáo rồi, mình phải ghi vậy á, cho người ta chú ý tới. Nó đâu rồi? Tới tao rồi. Nè, biệt thự trên núi nhìn ra biển. Có tiên nữ bikini dập dìu trên bãi cát. Đó, nghe còn hấp dẫn mà. Thôi mệt quá đi nè. Nhà có dư phòng cho xe. Rồi, bao điện. Nghe chữ này tôi mắc cỡ quá. Bao điện, nước, ga, đó, miễn nấu ăn. Đúng rồi đó, miễn nấu ăn là đúng. Chứ còn gì nữa, anh ăn trong nhà em cũng không cho, không chi người ta nấu ăn trong nhà. Rồi nha, ngoài ra nhà còn có phòng tập thể dục, steam room, sauna, hồ bơi, jacuzzi. Em nấu quá giống nhà mình, giống cái khách sạn 5 sao vậy. Thì còn gì nữa, nhà có đầy đủ mà, nhà bạc triệu mà. Bạc triệu. Rồi. Có đặc biệt đó. Đặc biệt ưu tiên cho phụ nữ độc thân. Gì? Hả? Làm sao? Chứ sao? Thì mình cứ quảng cáo vậy đi. Quảng cáo gì? Khổ quá. Đó là nhà đó. Rồi bây giờ giá nè. 1.500 mỗi tháng dọn vào anytime. Trời ơi em. Được không? Sao không được? Mắc không? Trời ơi, khu này phải chặt cỡ đó chứ sao anh nói gì giỡn ngoài anh. Đó bây giờ nè anh cho số phone của anh đi. Mọi chi tiết xin liên lạc để anh lấy số riêng, phone riêng. 911-3535-35. Dạ, tôi hợp với số này, hơn với số này nó hơn em. Dạ, xong rồi đó ha. Xong rồi đó. Rồi. Đó, anh nói thiệt với em nha, anh đánh cái này anh mắc cỡ đó. Gì đâu mắc cỡ? Ở nhà ngoài biển mình cho xe phòng thì khổ ghê. Phải vậy thôi chứ trời ơi, biết sao giờ. Thầy thưa anh ơi. Hi. Are you Vietnamese? Oh yes. Mời. Em có thấy trên internet cho xe phòng phải không? Đúng rồi. Anh ơi, xe phòng, có người muốn xe phòng. Ủa, sao rẻ vậy? Internet mà. Hi. Hi, chào anh. I'm Melissa. My name is... Hi, chào anh. Hôm nay em Đào. Đào. Chào chị Đào. Chào em. Dạ. Mời em vô nhà ngồi. Em có vali để em ra lấy. Để anh. Em cũng chắc ngồi đi. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, xe phòng mà cao dữ vậy trời. Em có uống nước không? Chị rót nước cho em. Dạ được rồi chị, cảm ơn chị. Đỡ hơn hả? anh ngồi dựa ra sofa cho nó đỡ mỏi lưng anh ngồi sát ra ngoài chút xíu cho mọi người. Hiểu rồi. Em, cho chị hỏi thăm chút xíu nha. Dạ. Em có ở gần khu này không mà xe phòng nhà chị vậy? Nói thiệt với chị đó, em đang ở với bạn trai mà em và bạn trai em vừa mới break up. Thằng nào mà nó ngu quá vậy? Ngu là gì? Gì xen vô là sao? Không, ý anh muốn nói là con trai vợ ngoài thiệt nó bạc tình quá. Bây giờ tội nghiệp quá em ha. Ta làm gì thì tôi hỏi tiếp. Em, vậy là mới vậy chắc là buồn lắm hả em? Thì mới break up em bị stress đó chị. Em cần tìm một chỗ nào mà yên tĩnh để em nghỉ ngơi. Trời ơi, đúng quá. Em tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi là quá đúng.
Anh nói thiệt, nhà anh có mình anh với chị à, nó yên lắm. Yeah. Thứ nhất là em bước ra ngoài, em bước vài bước thấy biển à. Yeah. Em chọn đúng chỗ lắm, em hên, em lucky quá. Yeah. Được rồi, rồi anh ơi, cái khu này khu luxury lắm à. Khỏi phải quảng cáo, để tôi hỏi tiếp. À vậy coi như là nhà này em thấy ok đó vậy em hả? Nhà này em thấy là rất là vừa ý của em. Mà nhưng em thấy giá hơi cao, hay là chị bớt chút cho em được không? Em ơi chị đâu có bao giờ nói thách đâu mà đòi bớt em. Cái này là mình nhà chứ không phải là bán cá đâu mà bớt giá em ha. Em biết có nhà này chị mua tới 1.9 triệu lần đó em. Coi như tiền trả hàng tháng 8.000 rưỡi luôn á. Mà tiền của thuế còn 1.9 mà của associate là 400 á, bao nhiêu tiền không ơi. Cái gì? Tới xe phòng đâu phải có gì đâu, mà ngồi em khai làm như ta thấy vụ em khai. Để nói cho cô hiểu phải không? Cho nên cái giá 1.500 là ok rồi. Không vậy đi em. Anh thấy vậy nè. Anh thấy cũng tội nghiệp cổ, thấy không? Hoàn cảnh nó cổ cũng đáng thương. Không mấy giờ về nha em. Nhà anh chị thì em biết rồi đó. Thôi anh bớt cho em chút đỉnh cho vui thôi. Chứ đúng là người khác anh không bớt đâu. Nếu bớt chút đỉnh thì thay vì người ta anh lấy 1.500, còn em thì anh lấy 120 thôi. Hả? Cái gì vậy? 120 không đủ tiền mướn mẹ clean nhà một tuần nữa anh làm vậy, bớt 120 là sao đáng nhận nữa, bớt 120 là anh muốn cái gì? Phú cái gì mà phú cho tôi đó. Thôi được rồi chị, tại vì nhà này cũng vừa ý em trả full price không sao đâu chị. Tức là em chịu giá 1.500 đó phải không? Dạ. Em không lấy phòng của em ở đâu chị? Em hả? Không mấy vậy, giờ vậy đi. Không mấy em ở cái phòng master bedroom đi nha. Ồ ok vậy. Ủa anh ở đâu? Anh hả? Ở chung với em. Trời. Trời. Tại vì có người muốn phòng anh vô, anh mừng quá anh quên. Không, em ở cái phòng mà gần bên cái master bedroom của anh. Rồi em ở chung nhà với anh với chị. Ồ vậy thì anh chị em phòng rồi em tự em lên cũng được chị. Không mấy vậy đi em. Bây giờ không mấy em ngồi đây nha. Để anh chỉ cổ, tại nhà mình rộng quá, để anh chỉ cổ đi lạc. Thôi được rồi, không sao không sao. Anh làm gì anh phải chỉ. Không có vậy nè, để chị chỉ để em tự lên ha. Em thấy em đi lên cầu thang ha. Đó các em gọi tay phải ha. Các em gọi tay trái ha. Vâng. Các em gọi tay phải ha. Bị nhà chị nó rộng lên tới 5.000 square feet là cái em thấy ha, cái phòng là màu tím á, đang cái phòng đó là chị cho em xe đó. Ok. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Phòng nó yên lắm em. Chào anh. Lắc thì bao vali em lên sau ha. Ôi sao nó cao quá. Trời đất ơi, vậy mà bị bạc tình. Bởi vậy đời vô lý quá. Ông làm gì vậy? Hả? Gì? Ông làm gì mà ông thấy gái mặt hiếp vô là sao, mắt hiếp vậy là sao vậy? Trời đất ơi em. Em sao đó cũng được hết à. Ngày hôm qua đi ngoài biển gặp mấy cô gái mặc bikini á, mắt anh trợn trắng lên vậy em la, gặp làm gì gặp con gái trợn trắng lên. Rồi hôm nay anh hiếp mắt là em cũng la nữa. Em sao la cũng được hết thì khổ em quá. Anh vừa phải rồi đó. Sao vừa phải? Mình gặp gái là tum tướp nữa. Thật sự mệt em quá em ơi. Ủa rồi giờ sao vậy? Giờ sao ngồi xuống đây là sao nữa? Gì? Tới giờ cái job thứ hai của anh rồi, đi delivery pizza đi kìa. Em khỏi lo. Cái job đó đi trễ 1-2 tiếng không sao đó. Trời đất ơi. Còn em á, không ai làm thì đứng đây là giải hoài vậy. Làm gì? Ôi sao tôi may đồ mà tôi trễ 5-10 phút không sao hết trơn á. Trời, tôi thấy cái mặt ông sao tôi nghi quá. Bởi vì nhiều người kể ba cái vụ xe phòng này nguy hiểm lắm, mà tôi kẹt quá tôi mới cho xe phòng. Nhưng mà tôi biết tôi cho xe phòng là đúng hay sai nữa đây à. Nè. Em đừng có nói gì nó quan cho anh nha. Sao? Cũng tại em. Em nằng nặc em bắt buộc anh phải làm sao cho xe phòng cho thiệt lẻ để phụ tiền nhà. Rồi bây giờ em cằn nhằn cho anh. Cái này tại em phải tại anh là nha. Thôi. Anh nói chuyện với em càng ngày anh càng căng thẳng quá. Thôi để anh ra anh hứng vô biển đi. Sao? Vậy có nghĩa là hôm nay ông nghỉ làm phải không? Nghỉ luôn. Ông nghỉ làm, tôi nghỉ làm luôn. Vậy nào ông đi làm tôi mới đi làm. Chào anh. Ủa? Em? Đi đâu mặc đồ tươi mát quá vậy em? Ồ nhà anh đẹp quá, sát bờ biển. Cảm ơn em, triệu chính em. Ồ em muốn ra phơi nắng một chút. Hả? Bây giờ em muốn ra làm phơi nắng hả? Trời ơi, nếu vậy thì anh tiếc quá. Ủa tiếc gì vậy anh? Ước gì anh là cát để làm cát biển phủ kín lòng em. Oh, you're so charming anh. À? Hay là anh ra phơi nắng với em? Why not? Ok anh, đi. Trời ơi. Cô ra phơi nắng trước đi. Ok, dạ chào anh chị. See you later. Trời ơi em ơi, bây giờ anh thấy em quá thông minh nha. Sao? Em chọn nhà đúng quá. Trời ơi, khi mình em chọn căn nhà ngoài biển, bước vài bước ra tới mặt biển có thể nằm phơi nắng được rồi. 1.9 triệu đó. 1.9 triệu đó. Bây giờ em anh ra ngoài phơi nắng nha. Anh có khùng không? Sao khùng? Trời ơi, ôm ốc một con nhà gần 2 triệu đồng là biết bao nhiêu tiền bill. Tự nhiên giờ anh bỏ đi phơi nắng nó bụng lại một mình tôi, sao tôi gồng gánh được. Em có điên không? Sao? Trời, mua nhà sát bờ biển là phải ra phơi nắng chứ. Ê, nhưng mà bây giờ để anh đi làm cát phủ kín lòng cô ta. Anh đi
phơi nắng nha em. Trời ơi, nhưng mà tiền đâu trả tiền nhà? Trời ơi, ở lại trả tiền bia với tôi. Anh đừng có bỏ em một mình anh ơi. Anh ơi, để lại. Gì? Nhỏ ở đâu? Nhỏ nào? Con nhỏ 17, 18 tuổi mặc đồ tắm đi qua đi lại phơi nắng ở sau nhà mình đâu? Con nhỏ ở đâu? Con nhỏ 17, 18 tuổi trẻ măng ở đâu rồi? Trời ơi, con, em con nhỏ ở đâu? Cái gì? Con mình em mà con nhỏ nào đâu? Ủa tôi nhớ con nhỏ trẻ măng 17, 18 tuổi mà không có hả? Em mới rồi, thôi ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi. Mới cái gì? Ngủ tiếp đi. Ủa gì? Anh ơi, trời đất. Cái gì? Trời đất, anh ơi. Cái gì nữa? Tiền nhà tháng trả 1.800 tiền đâu mình trả anh. Trời đất ơi em. Cái gì? Em sao vậy? Sao? Trời ơi, em mình đang ở apartment. Một tháng trả có 850 à, khỏe rẻ à. Mày, trời ơi, cái gì? Vì tháng mà tiền nhà 850, nồi tiền thuế đất là mình hết 1.900 rồi, nhà này 1.900 mà. Trời ơi, em. Hả? Ở apartment làm gì có tiền thuế đất nữa. Cô gì? Anh hiểu đó cô gì? Em nằm mơ rồi, mình đang ở apartment. Apartment hả? Ờ. Ủa sao, mình đang ở đâu đây? Ừ, gì? Trời ơi. Gì? Nhà mình hả? Ờ. Nhà cũ của mình hả? Ờ. Có một mình hả? Ờ. Yeah. Trời ơi, tôi mừng quá, ở apartment tôi mừng quá. Trời ơi, không phải nhà chị chứ. Ờ. Vậy giờ em ngủ ngon rồi phải không? Có ai bị không thích đâu. Vậy hả? Ờ, ngủ đi anh. Ngủ em. Ngủ đi. Ngủ em.
anh về ơi, Lý Ngựa Ô, có biết lòng anh thương em từ bao giờ. Ngỡ tình đã hẹn từ muôn thuở, những đời trăm năm tiếng em ưa. Ngựa Ô, trong mắt em xưa, khắp bạc Ngựa Ô đang chờ em đó. Tim má bây giờ đã biết chưa? Tim má bây giờ đã biết chưa? Ngựa Ô ơi, Lý Ngựa Ô, anh chờ đón em cửa nhưng rộng mở. Sao em không về lòng anh nhớ thương, mà tình anh như là con sóng, sóng dạt bèo trôi tình mình. Qua tiếng hát của ba nữ ca sĩ khả ái Hà Vi, Diễm Liên và Tú Quyên, cùng với sự phụ họa của 30 vũ công người Trung Hoa. Liên khúc này đã được quay hình tại một phim trường rất nổi tiếng của bộ phim Tam Quốc Chí. Thưa quý vị, trở về với Thượng Hải, du khách có thể đi xe từ khu phố cổ sang khu đường ngầm dưới lòng sông Hoàng Phố để thăm viếng khu phố Đông. Nơi đây, quý vị có thể nhìn thấy rõ ràng ngôi tháp truyền hình cao vút có tên là Đông Phương Minh Châu. Nơi đây cũng được gọi là TV Town. Vâng, TV Town là một điểm thu hút khá nhiều khách du lịch với những khu tháp truyền hình cao chót vót và được mệnh danh là những kỳ quan của Thượng Hải và được xây dựng từ năm 1991 đến năm 1993. Sau khi mà mua vé lên viếng thăm tháp này thì chúng ta sẽ được vào thang máy chạy rất nhanh. Một cô gái Trung Hoa sẽ giới thiệu bằng hai ngôn ngữ Anh và Hoa. Vừa dứt lời là đã đưa du khách lên đến tòa hình cầu cao nhất. Khi đến độ cao này, du khách có thể nhìn xuống toàn thành phố Thượng Hải. Đẹp nhất là con sông Hoàng Phố uốn khúc lượn quanh bên cạnh những tòa lâu đài cao vút và sát đất ẩn hiện người qua kẻ lại trên Nam Kinh Lộ. Nam Kinh Lộ ngày xưa có tên là Nam Phố Đại Lộ, dài khoảng 5 km. Nơi đây chính là khu thương mại và shopping lớn nhất tại Thượng Hải ngày nay. Và sau đây, Huyền Ni và Mộng Thúy xin kính mời quý vị cùng hòa mình vào không khí náo nhiệt của khu du lịch nổi tiếng bậc nhất của Thượng Hải. Xin mời quý vị cùng với Sheila dạo trên phố Nam Kinh Lộ trong nhạc phẩm Foolish Beat.
broken hearts and broken dreams. We're all alone. There was a place where all you could do was wish on a four-leaf clover. But now it's a new time. There is a new place where dreams just can't come true. It started today. I loved you. No, I could never cry again like I did when I left you. And when we said goodbye, all the look in your eyes just left me beside myself without your heart. And I could never love again. Now that we're apart, was too late to turn around, and tell your soul there was no reason, there was no reason, just a foolish beat of my heart. I could never love again the way I loved you. No, I could never cry again like I did when I left you. And when you said goodbye, all the look in your eyes just left me beside myself without your heart. And I could never love again now that we're apart. No, can't see I'm not fooling nobody. Don't you see tears are falling down my face? You away. Break my heart, you slipped away. I didn't know I was wrong. Never meant to hurt you, now you're Quỳnh có một cái câu hỏi đến với Mỹ Linh là Mỹ Linh có tin vào cái thế giới bên kia hay không? Linh nghĩ là thế giới bên kia có thật đó. Ừ, như vậy chứng tỏ rằng là Mỹ Linh tin vào ma quỷ, một cái linh hồn nào vẫn còn vẫn lẫn vẫn ở trên thế gian. Chắc Lâm Quỳnh và quý vị cũng đã coi phim Ghost rồi phải không? Thì Linh nghĩ là khi người ta sống mà có những ước mơ chưa thực hiện được, mà khi họ phải chết một cách oan ức đó, thì cái linh hồn sẽ không siêu thoát được đâu. Giống như là Mỹ Linh nói tình yêu không trọn vẹn thì đúng người ta rồi sẽ không được. Nhất là trong tình yêu khi hai người đang yêu nhau mà một người phải mất đi thì Linh nghĩ là cái linh hồn họ sẽ không thể nào siêu thoát được mau. Khi Mỹ Linh nói như vậy thì Lâm Quỳnh lại nhớ tới cái bộ truyện Lưu Tra Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Ngày hôm nay thì Lâm Quỳnh xin được giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm cũng nói lên một cái chuyện tình Lưu Tra Chí Dị, một chuyện tình của hai người sống ở hai bên thế giới khác nhau. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Sai Lầm Vẫn Là Anh sẽ được gửi đến quý vị ngày hôm nay qua phần trình bày của nam ca sĩ Johnny Dũng. Vào thuở xa xưa, không ai có thể giải thích hoặc định nghĩa thật ra liêu trai là hai từ ngữ gì, xuất phát từ đâu và có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống thực tại lúc ấy.
Thật ra liêu trai có khi là truyền thuyết về một loài hồ tinh tu luyện lâu năm, thu hút những tinh hoa của nhật nguyệt rồi đi hại người, cũng như giúp đỡ cho những kẻ nho sĩ hàng sinh có thể di truyền từ kiếp này tới kiếp sau. Cũng có khi đó là một chuyện tình ngang trái giữa ma với người, hồ yêu với người. Chính từ những cuộc tình ngang trái, trái với đạo luật tự nhiên như vậy, đã nảy sinh ra những phong ba bão táp ảnh hưởng không ít đến tam giới. Đã yêu người với duyên bẻ bàng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đã nhạt nhòa, hỡi em người yêu dấu ơi, rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ. Ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên. Nhưng có điều mà không ai có thể phủ nhận là hầu hết những cuộc tình ấy thường rơi vào những chàng nho sinh miệt mài nhiều năm đèn sách, lao công với việc học hành. Câu chuyện thường được bắt đầu trong một phút giây nào đó, vì thấy một hoàn cảnh đáng thương, một câu chuyện bên đường, một con thú bị thương, hoặc một nấm mồ rêu phong nơi hoang dã không một nén hương ấm lạnh. Bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu. Ai cha cha, rồi cuộc tình của chàng trai mà chúng ta sẽ gặp đây, liệu có phải là một chuyện tình liêu trai ly kỳ như trước đây hay không? Khi cuộc thi trạng nguyên 3 năm một lần đang gần bên. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đó tuyệt vời, đã bao mùa thu lá rơi, chợt cơn giông tố vô tình trong một đêm vắng, tan giấc mộng vừa dệt trong tim. Tình đến trong muộn màng, tình mộng manh dễ mau vội tan. Nhưng đã yêu người với duyên bẻ bàng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đến với anh tình đã nhạt. Anh biết khi tình đến trong vội vàng, tình mộng manh dễ đâu vội tan. Nhưng lỡ yêu người với duyên muộn màng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đó tuyệt vời, đã bao mùa thu lá rơi, trời cơn giông tố vô tình trong một đêm vắng, tan giấc mộng vừa dệt trong tim. Tình đến trong muộn màng, tình mong manh dễ mau vội tan. Nhưng đã yêu người với duyên bẻ bàng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đã nhạt nhòa, hỡi em người yêu dấu ơi, rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ. Ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên. Còn đêm nay lần cuối, cạn giọt rượu nồng chúa đã ma bờ môi. Tàn một cuộc tình mãi em như cánh chim trời, nếu có tiếc nuối cũng đến thế người ơi. Tình yêu anh lầm lỡ, cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi. Bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng. Khi tình đến trong vội vàng, tình mộng manh dễ đâu vội tan. Nhưng lỡ yêu người với duyên buồn màng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đó tuyệt vời,
đã bao mùa thu lá rơi, chợt cơn giông tố vô tình trong một đêm vắng, tan giấc mộng vừa dệt trong tim. Anh biết khi tình đến trong muộn màng, tình mộng manh dễ mau vội tan. Nhưng đã yêu người với duyên bẻ bàng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đã nhạt nhòa, hỡi em người yêu dấu ơi. Rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ, ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên. Còn đêm nay lần cuối, cạn giọt rượu nồng chua đắm má bờ môi, tàn một cuộc tình mãi em như cánh chim trời. Liệu có tiếc nuối cũng đến thế người ơi. Tình yêu anh làm lỡ, cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hỡi anh đã mất em rồi, bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu. Còn đêm nay lần cuối, cạn giọt rượu nồng chua đắm má bờ môi, tàn một cuộc tình mãi em như cánh chim trời. Nếu có tiếc nuối cũng đến thế người ơi. Tình yêu anh lầm lỡ, cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi, bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng. Tình đến trong vội vàng, tình mộng manh dễ đâu vội tan. Nhưng lỡ yêu người với duyên buồn màng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đó tuyệt vời, đã bao mùa thu lá rơi, chợt cơn giông tố vô tình trong một đêm vắng, tan giấc mộng vừa dệt trong tim. Anh biết khi tình đến trong muộn màng, tình mộng manh dễ mau vội tan. Nhưng đã yêu người với duyên bẻ bàng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đã nhạt nhòa, hỡi em người yêu dấu ơi. Rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ, ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên. Còn đêm nay lần cuối, cạn giọt rượu nồng chua đắm má bờ môi, tàn một cuộc tình mãi em như cánh chim trời. Liệu có tiếc nuối cũng đến thế người ơi. Tình yêu anh làm lỡ, cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hỡi anh đã mất em rồi, bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu. Còn đêm nay lần cuối, cạn giọt rượu nồng chua đắm má bờ môi, tàn một cuộc tình mãi em như cánh chim trời. Nếu có tiếc nuối cũng đến thế người ơi. Tình yêu anh lầm lỡ,
cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi, bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu. Lâm Quỳnh ơi, lúc nãy Kevin Khoa nghe Lâm Quỳnh với lại Lưu Mỹ Linh nói về chuyện ma đó, Khoa hơi sợ, rùng mình. Nhưng mà sau khi coi cái bài hát của Johnny Dũng đó, Kevin Khoa lại ít sợ hơn tí. Ủa, tại sao vậy? Bài cũng là bài ma quỷ mà tại sao anh lại không sợ? Lâm Quỳnh nói thế, quý vị. Nếu mà ma quỷ mà xấu như là Monster hay là bị quỷ ám Exorcist thì nhìn nó hơi sợ. Chứ ma quỷ trong bài của Johnny Dũng nhìn đẹp quá, liêu trai chứ gì như thế. Kevin Khoa nhìn thấy còn mê mà đôi khi tối ngủ nằm mơ lại muốn thấy ma. Khổ ghê quý vị, anh Kevin này rất là ba phải. Hồi nãy thì chúng ta nghe nói là con gái Việt Nam rất là đẹp, bây giờ thì lại khen luôn cả tới ma luôn. Ba phải quá à. Nhưng mà nhắc tới chuyện ma quỷ thì anh có tin vào ma quỷ hay là thần thánh không? Kevin Khoa tin chứ. Kevin Khoa là theo đạo Phật và đạo ông bà thì Kevin Khoa tin là mình có cái như là luật nhân quả, tức là karma. Nếu mà kiếp này mình làm việc tốt, mình không có ở ác với người khác thì kiếp sau mình sẽ có cuộc sống sung sướng hơn. Còn nếu mà kiếp này mình ác với người khác quá thì kiếp sau mình sẽ rất là khổ và bị đày, thật là kinh khủng. Còn Lâm Quỳnh sao? Lâm Quỳnh cũng, gia đình của Lâm Quỳnh cũng là đạo Phật. Và Lâm Quỳnh cũng tin vào một cái đấng tối cao. Tuy nhiên Lâm Quỳnh có thấy một cái điểm là khi chúng ta nhắc về tôn giáo đó, chúng ta cũng có một cái phân biệt phái tính. Có nghĩa là mình thường thấy một cái đấng tối cao luôn luôn là đàn ông. Thí dụ như Jesus là đàn ông. Đức Chúa Giê-xu đó cũng giống như là Đức Phật Thích Ca thì cũng là đàn ông. Hoặc là ngay cả đạo ông Mohammed cũng là đàn ông của đạo Hồi giáo. Mà Lâm Quỳnh chưa thấy rằng là ai mà thờ một người phụ nữ hết trơn. Lâm Quỳnh cái nhận xét này Kem Hoa thấy cũng đúng. Tại vì theo Kem Hoa được biết đó, là theo cái nền văn hóa từ Tây tới Đông thì người xưa tới bây giờ đó, họ có vẻ là trọng phái nam, trọng nam khinh nữ. Thành ra những cái đấng tối cao thường thường được cho là phái nam. Nhưng mà trong đạo Phật đó, thì cũng có Phật Bà Quan Âm chúng ta cũng thờ. Và đạo Chúa thì có người cũng thờ Đức Mẹ Maria, phải không? Kính thưa quý vị, cũng như là em Kevin Khoa, sở dĩ mà Lâm Quỳnh nhắc tới cái chuyện này đó là tại vì trong cái cuốn DVD của Tình Kỳ này có một cái bài nhạc rất là táo bạo với một cái ý nghĩ lạ mà Lâm Quỳnh thấy được là bài nhạc God is a Girl. Có nghĩa mình có thể tạm dịch là đấng tối cao là một cô gái. Một cô gái phải không? Cái này táo bạo thật, this is revolutionary. Tại vì muốn là sự bình quyền giữa hai phái nam và nữ. Các Khoa nghĩ như vậy cũng có lý thôi. Tại vì trong xã hội á, thì có hai phái nam và nữ thì đều đóng góp sức lực cũng như trí tuệ để mà xây dựng xã hội. Thành ra nếu mà có sự bình đẳng như thế, các Khoa nghĩ là cũng tốt. Wow, anh Kevin Khoa nói rất là có lý. Và Lâm Quỳnh, phải nói là Lâm Quỳnh thích cái bài nhạc này là tại vì đó là một cái ý tưởng táo bạo, nó đi ngược lại với những cái tập tục cổ truyền mà mình thấy từ xưa tới nay. Hoặc là cái anh nào đó ảnh ga lăng với người yêu mình quá, anh muốn thốt lên một câu God is a girl. Phải không? Anh nào lãng mạn. Không chừng là đây là anh Kevin Khoa rồi chứ. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm God is a Girl trong chương trình này sẽ được gửi đến quý vị bởi hai tiếng hát của hai thần vệ nữ lần đầu tiên đến với trung tâm tình, đó là Trúc Lam và Trúc Linh, với những dancer thiên thần là nóng bỏng quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và với phần trình diễn rap của Justin, Lâm Quỳnh xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Trong đêm đen tối tăm, quanh đây gió than vang, thét gào muôn kiếp người lang thang suốt ngàn năm, thu hoàng khóc cô đơn, bơ vơ biết về đâu, nơi đây chốn hoang vu, âm u không bước chân qua. Nàng như vầng trăng bừng lên màn u tối, gom bao nhiêu tinh cầu lung linh soi thế gian. Thời gian ngừng trôi chìm trong niềm ngơ ngác, qua đi bao khô cằn hôm nay như tái sinh. Nàng như vầng trăng bừng lên màn u tối, gom bao nhiêu tinh cầu lung linh.
top, sort of a little pop with the facts you will know. Come and say to one, make sure for you to see what I mean with heaven on earth. She's a beauty queen, and she take her time to put you in the zone. What you gonna do when you're not alone? So now. Trong mỗi con người ai cũng có một quê hương. Cho dù là muôn trùng xa xôi cách trở hay ở tại quê nhà, thì chúng ta lúc nào cũng vẫn hướng về quê hương Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xa xứ, tuy rằng chúng ta cũng được thưởng thức những món ăn quen thuộc, nhưng vẫn không sao quên được hương vị quê hương. Và có một câu thơ sau đây sẽ làm chúng ta càng tha thiết về quê hương hơn. Đó là canh chua điên điện cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. Wow! Thì nói tới hai câu thơ này, Linh cảm thấy tình quê hương của chúng ta được thể hiện rất là mộc mạc nhưng mà lại đậm đà, có phải không? Dạ, yeah, nói về ăn uống thì đồng bằng Nam Bộ là có nhiều cách về ăn uống nhất. Tuy rằng phong cảnh của miền Nam không đẹp và hùng vĩ bằng miền Bắc và miền Trung, nhưng nói về ăn uống thì đó là một cả kho tàng quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho. Ví dụ như là về biển cả thì chúng ta có tôm, cá lội đầy. Về sông rạch ao lầy thì có rắn, rùa, lươn, ếch. Wow, kể hoài cũng hết luôn á. Wow, nghe Thúy kể như vậy Linh cảm thấy nhớ quê hương của mình lắm, mà còn cảm thấy đói bụng nữa đó. Chưa hết đâu, Thúy sẽ kể cho Mỹ Linh tiếp nè. Từ những sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương mình thì con người đã tận dụng và chế biến nó ra thành nhiều món ăn khác nhau. Ví dụ như Mỹ Linh biết canh chua thì có canh chua cá lóc, canh chua gà, canh chua lươn và canh chua tôm, vân vân. Quê hương của chúng ta không những giàu về thủy sản mà về thực vật cũng không thiếu món gì. Nói đến các loại rau thì mình không thể nào đếm hết, có phải không? Như rau muống, rau lang, rau cần, rau thơm thì có đủ các loại như bạc hà, rau gì nữa nhỉ? Linh cũng không có nhớ hết được. Chính vì được sống trong môi trường khoáng đạt, đất đai màu mỡ nên đã tạo cho người dân miền Nam một đức tính, đó là ăn to, nói lớn. Mỹ Linh biết không, ăn to có nghĩa là ăn miếng thật to, gấp đũa nằm và gấp miếng thật to, chứ không cần phải gấp miếng nhỏ chia cho nó mệt. Nhưng mà nếu mà nhắc đến miền Nam thì Linh nghĩ đến có một loại rau rất là đặc biệt, đó là rau đắng. Bởi vì như Thúy biết á, là Linh xuất thân từ miền Bắc nhưng mà lại ở hải ngoại từ lúc nhỏ. Cho nên khi được về Việt Nam quay phim thì đoàn phim đã cho Linh ăn cơm với canh rau đắng. Lần đó thì rất là ấn tượng bởi vì cái rau đó nó lạ lắm. Ăn vô thì nó thiệt là đắng, nhưng mà khi xong rồi thì nó lại có một cái vị ngọt. Cho nên Linh cứ nhớ hoài. Cho nên bây giờ mỗi một lần nói đến rau đắng là Linh lại nhớ tới miền Nam. Nếu mà Mỹ Linh nói như vậy thì Thúy xin mời quý vị khán giả cùng Mỹ Linh trở về quê hương, có những món ăn mà Mỹ Linh vừa kể được lòng trong một liên khúc gồm hai bài hát Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè và Màu Hoa Bí qua giọng ca Hương Lan.
sâu hai chị em tóc bạc như nhau, đôi mắt cầu buồn hiu phiêu lưu trong chơi những ngày đầu chưa ba nhà miếng dừa đường mòn xưa dáng nắng dầm mưa ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu cần xin được làm mây mà bay khắp nơi gian nghe chốn quê hương xa rời từ cất bước đi xin được làm lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa ba giá miếng dừa đường mòn xưa dáng nắng dầm mưa xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chờ thêm rau đắng tình nghĩa nhà quê rất đậm đà cổng rau ao cá động lòng ta chiều hôm gió thổi rơi nhiều lá chiếc lá tìm rơi xuống cội già ở đó tình quê cũng mặn mà chuyện bông bí trổ một tình ca người con gái ấy đau lòng nói ảnh cũng thương tôi nói thiệt mà bông bí vàng ngoài vàng công em trồng anh không hái trời xa mưa bông kết trái từ đó em đồng tiền dành mua sắm trầu cau trâu cài ruộng gò trâu thở liền do con trâu ơi thương giùm cuộc tình họ đang cần có đôi bạn làm mẹ cha không ngó
thưa quý vị, trở lại với phong tục của Việt Nam chúng ta, thì khi xa xưa ở một bản làng tại vùng Bắc Việt, chúng ta thường có phiên chợ cưới. Phiên chợ cưới là một dịp để cho những đôi trai gái mới lớn được làm quen với nhau. Đây có thể là những đôi tình nhân đã quen với nhau, và cái ngày hôm đó họ sẽ mặc lên cho mình bộ áo mới để mà đi gặp người yêu của mình, có thể là sẽ đưa tới việc hôn nhân. Kính thưa quý vị, đó là một cái ngày giống như là một ngày hội xuân để trai gái có thể làm quen với nhau, đi chơi với nhau. Tuy nhiên, không phải những cái tình yêu trở về từ phiên chợ cưới đều là những tình yêu trọn vẹn. Có đôi khi có những chàng trai không tỏ lời được với người yêu của mình vì bất cứ một cái lý do nào đó. Lâm Quỳnh còn nhớ một câu, nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ. Đừng để ngày mai, khi tôi già rồi, khi tôi chết đi, thì anh sẽ không còn có thể nói yêu tôi nữa. Kính thưa quý vị, Lâm Quỳnh hy vọng rằng trong tình yêu thì khi chúng ta đã có ý với nhau, chúng ta hãy cứ nói ra. Ngày hôm nay thì Lâm Quỳnh xin được giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm nói lên tâm trạng của một người yêu, một người cô đơn, yêu nhưng không dám nói ra với người yêu của mình. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Thương Thầm, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, sẽ được gửi đến quý vị ngày hôm nay qua phần trình bày của nam ca sĩ Tường Nguyên.